sen nó tan thì chứ nếu như mà mình đến đây vào mùa hè thì sẽ có rất nhiều hoa sen nở đẹp, đúng hiểu chưa? Tan nhưng mà mùa xuân à. Sáng đến mùa hạ năm sáu phải lên nở ra đấy, con không mình nhìn thấy đó có đó cái đấy là sáng đến đó mới cả có con nhìn đi hướng sen cái kia rồi bị rửa thì cái phân sáng nó thấy con lấy cái giấm lá thấy cái thật là hay mình lấy những thứ cái đấy đi giấy léo nó bám lên trên cái thân cây này này. Nhờ. Cái trâu à? Không, nó là cái cây đây. Này họ gọt với một lớp rất là dày đấy. Nhờ. Chắc có lẽ là để diệt muỗi mọt gì đấy. Hoặc là đua thật với đang sống. Tử lính không phải tử lấn mà tử lính là bốn đấy nha. Bốn là con gì? Con rồng chưa? Thế thì tử lính đấy là bốn con vật rất là linh thiêng mà mọi người đều thờ. Trong đấy thì con rồng nó thường hay bay lượn ở trên trời này, con lấn thì mà người ta bảo là lóng lấn quý phường đấy, lóng là rồng thì nó được sinh ra để làm cái việc thế, theo cái quán nhiều người ta thì con nó hướng thấy thân phần con vua dưới sống đồi đá lên chùa đồi bia à, thì đúng rồi, con vua thật sự phải gạt vác cái bia đá đấy, nhưng mà ở trong quan niệm của người Việt Nam thì người ta lại cho rằng là cái con vua này dưới sống ở đồi đá mà ở lên chùa thì nó vua cháu này đi bông đây I didn't die, I didn't die.